Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu găng tay chống nắng thể thao đơn giản và dễ dàng sử dụng được điện thoại. Có đệm lót trong lòng bàn tay bằng silicon giúp tăng độ ma sát khi cầm nắm. Đặc điểm của em này là mỏng, nhẹ, dành cho các bạn đang tìm một đôi găng tay gọn nhẹ, thoáng mát, che nắng được cả bàn tay nhưng lại hở hai ngón, ngón trỏ và ngón cái cho các bạn vô tư sử dụng điện thoại khi đi đường. Chất liệu thì co giãn 4 chiều, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam. Ngay bây giờ, mình sẽ cho các bạn thấy em này có chống nắng, chống tia UV như lời đồn không nha. Mình có dùng thẻ test tia UV cho các bạn dễ cảm nhận nè. Đợi khoảng 10 giây là phần bề mặt không có găng tay che chắn đã bị đổi màu đậm, tức là có tia UV độc hại đó các bạn. Mình test UV vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng mà đã vậy rồi, không biết 12 giờ thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào. Đó, các bạn nhớ che chắn cẩn thận nha. Găng tay phù hợp cả nam và nữ. Cảm ơn các bạn đã xem video.